Hello, Xin chào các bạn. Nay ta xem xét cục Rubik Isanev Fusik chít không? Nghĩa là đôi á, nó hai cái thanh đôi. Thì các bạn coi hình đầu clip hoặc hình trong tab cộng đồng của mình để có khái niệm gì đó không? Thì cục này rất là hay các bạn. Nó có vấn đề gì? Ở đây có góc phu. Đây cái thanh này. Đây cái thanh này. Ok. Thì mình nhìn vô mình tưởng là hai nhánh tại song song song, không có thể lật hoặc là đổi ba viên được, nhưng mà thật sự cũng đổi được. Thì tạo thế không? Đầu tiên vô thì tạo thế vậy. U trắng, F đỏ. Thì nó có mấy công thức mình ghi phần mô tả không? Thì bạn làm, từ từ mà làm vô. Đổi cái này. Đồng thời đổi cái này, không? BB NL2 F2 NL2 BB2 R2 BB phải. Ok không? Lúc nào phải giữ cái thanh này. Vô thì nó lộn xộn ra. Mình sắp lại thanh này. Thanh này, ok không? Tạo qua. Tạo qua, ok không? Thì nó cũng công thức nó cũng đơn giản không? Không có gì đặc biệt không? Nhưng mà tại vì mình rắc rối, nhiều khi mình tưởng nó phức tạp. Cái công thức này á, Rubik này có quay cái này. Chú ý chút xíu. Khi mà quay cái này nè, BB hoặc là RL gì không, quay một cái cộng bự này, nó có cái trường hợp này nữa, nó giống như là Isinep RAM Cup hoặc là 234 Reflect. Rồi, đổi này không, bây giờ nó có 3 cycle này, đây, 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 ok không, đồng thời cái đầu tiên vô mình làm viên này trước, lấy viên này vô đây, thì lấy cái viên trắng xanh này vô đây nè. Bây giờ mình làm 3 cycle này. Dễ vậy. F hay là F phẩy cũng được không? F phẩy. F2 U2 F2 U2 F2 U2. U U phẩy. R2 U2 R2 U2 R2 U2. U F. Đổi ba viên, viên này. Viên này, viên này. Ok không? Ba cycle này. Ok không? Đây, nó có ba cycle này nè. Nó cũng tương tự như vậy. Đây, tương tự ba cycle này. UNL, UR, với lại RB. Cũng vậy. Để vậy. Chuyển U đỏ F xanh. Rồi, mình làm công thức không? U R2 U F2 U2 F2 U2 F2 U2. U phẩy R2 U2 R2 U2 R2 U2 R2 U phẩy. Quay qua đây. Mình để một tư thế này á, thì mình dễ nhìn viên hơn. Đi viên này. Viên này. Đi viên này. Ok không? Ba viên không? Đây. Làm lại không? Rồi. Rồi. Nó có cái ba cycle này nữa. Đây. Đây. Dưới bên này, 3 cycle. Mình giới thiệu sơ sơ, các bạn tự đó mình làm, sau mình nói cái trình tự ha, các bạn từ từ các bạn làm là được. Ok, này, mình có 3 cycle này ha, nghĩa là 3 viên này nó nằm bên đây, 3 viên này nó nằm bên đây, nó không có dính nhau, thì mình cho nó dính cái viên này, hoặc là mình tạo thêm tí cycle, rất là nhiều tí cycle, các bạn tạo thêm ha. Này, xem qua đây, U đỏ, F xanh, U phẩy, nắm gì ha, thấy không? N là phải U2 N lại là R F phải U2 F2. Rồi F2 U2 F2 U2 F2 U2. U phải R2 U2 R2 U2 R2 U2. U F2 U2 F
E là phẩy. Nè, nắm này không? N lại là phẩy. U2 N lại là U. Chuyển qua đây. Ok không? Đây. Không, xanh cam từ bên đây. Nó qua bên đây. Không, nhìn rõ không? Rồi đỏ vàng từ bên đây qua bên đây. Xanh vàng từ bên đây qua đây. Viên nào up lật các bạn coi ha. Để bạn vô viên như nào trước, viên nào sau. Thì xíu mình có lật hai viên này. Không? Thì đầu tiên vô bạn làm viên này trước. Nè. Trắng xanh này không? Mình sẽ bỏ đây trước. Trình tự làm ha. Đi đây, vô đây. Xong mình làm viên này, được hai viên này. Ừ. Còn lại ba circle này. Với ba circle này. Tùy mình làm. Mình sẽ làm hai viên nó vô bọc đây dính. Không? Hay, bọc vô đây dính hai viên này thì còn lại ba circle này. Hoặc mình làm bọc hai viên này dính ha. Còn lại ba circle này. Ok không? Hoặc là mình làm đây nó có đảo, mình đảo lại thì bên đây nó đảo lại thì mình đảo bằng cái ba circle này ha. Vậy đó không? Còn viên nào úp lật thì chút xíu mình coi. Ví dụ bây giờ mình làm mà cái viên trắng xanh này ha, nó vô đây ha. Rồi. Để vậy F F phẩy F2 U2 F2 U2 F2 U2 F xe qua bên này U đỏ F xanh U phẩy R F2 R2 F F2 U2 F2 U2 F2 U2 F phẩy R2 F2 R phẩy U xe bên này. Ok không? Trắng xanh từ chỗ này, này. Mình để cái viên đỏ xanh này nằm đây. Mình để viên này gắn vô đây. Tại viên này nó bị mắc kẹt. Sau làm viên này xong, làm viên này. Viên này thì ba sẽ cầu này thôi. À, mình dời qua đây. À, hoặc giờ đây, mình dời qua đây. Đảo qua. Nó có hai viên này xong thì còn lại ba sẽ cầu này, ba sẽ cầu này. Làm từ từ vô. Ok không? Rồi. Đó là những cái ba sẽ cầu. Còn khi rainbow á, khi rainbow các bạn rainbow à, vậy không? Nó sẽ cứng, cứng cục đồ bích nó rất là khó làm. Đó, vậy là cũng được ha, các bạn làm vậy nè. Ok ha, xây lại là rainbow. Để góc phu ở đây. Lúc nào để góc phu chỗ này, làm công thức rồi góc phu để đó. Rồi mình xếp lại thôi, xếp lại thôi. Ok ha. Xanh đây. Đây, đây. Đây. Ok ha. Các viên sẽ úp lật ra trình tự như vậy. Cắt góc thì không có chạy, nó có ba góc thôi, không giờ nó chạy được. Mình làm hai viên này đúng, hai viên này đúng. Còn lại các viên này mình bố trí chi sẽ cổ viên này, viên này. Còn lại hai cái bài cho sẽ cổ đảo tới đảo lui chút xíu sẽ được. Rồi không? Đó là những cái chi sẽ cổ. Rồi chút xíu nữa mình sẽ làm cái lật. Rồi, chút nữa tôi tiếp tục. Ok, ta tiếp tục. Thì cục Rubik nó có lật các bạn. Nó rất là khó khăn ha. Để mình lật như thế nào cho nó đẹp. Thì cũng để vậy. U trắng, F đỏ. Thì mình lật hai cái viên này. Ok không? Rồi. Có cái viên này là không lật được thôi. Viên này rất là khó khăn để lật. Nhưng mà mình dời ra mình lật. Lật xong mình bỏ vô lại. Nó cũng không có gì đặc biệt. Rồi. Cái công thức mình ghi phần mô tả không? Làm 2 lần, 4 lần, 6 lần. Làm 2 lần á, thì nó lật viên 2 viên này. Viên này, viên này. Làm 4 lần á, thì lật 3 viên này, viên này. Nhưng mà nó văng các viên lộn xộn tùm lum. 6 lần cũng vậy. Là 6 lần thì lật 6 viên. Lật 6 viên. 6 viên trừ viên này ra thôi. Lật hết toàn bộ. Này, bây giờ mình lật 2 viên cho các viên khác nó hồi lại không? F U2 F phẩy R2 F2 R phẩy U2 R2 U phẩy F. Lật này lại. Ok không? Mình làm thêm một lần nó sẽ thồi lại ha. Cứ mỗi lần làm hai lần nó sẽ thồi lại. Rồi làm hết xong hết 10 lần á thì các viên này nó thồi lại trừ hai viên này, lật lại. Ha. F U2 F phẩy R2 F2 R phẩy U2 R2 U phẩy F. Ok không? Bằng lại. Bằng lại hai lần. Đây, hai viên này bạn thấy không? Nó cứ lật lên lật xuống các viên này nó nhảy.
Khi nào hai viên này nó thồi lại lật lại thì ok, hai viên này trắng xanh lật này, lật này. Nhưng mà các viên này lật, các viên này cũng bị lật, các viên này nó chạy cũng lật. Đây, đó là hai lần, bây giờ làm bốn lần ha. F U2 F phẩy R2 F2 R phẩy U2 R2 U phẩy F F rồi bốn lần, thấy không? Hai viên này úp lật úp lật, nhưng mà các viên này cũng lật, làm bốn lần nó sẽ lật cái viên này nè, viên này nè, vậy là ba viên này. Các bạn thấy tình hình nó khó khăn á, đầu tiên vô nó lộn xộn tùm lum, các bạn có thể canh me các bạn lật lại, nhưng mà phải quen viên. Viên này từ đây nó bay xuống để lật nè, các viên này cũng lật, khi làm ba cycle này cũng lật, hoặc là khi mình đảo này bằng cái này nè, L L R R B B rồi đó, nó lật bốn lần không, mình làm chừng nào nó thổi lại thôi. F rồi 6 lần rồi đó, hai này cũng lật không, này làm 4 lần nữa không. Rồi ok không, tiếp tục không, hai viên này lật nó bằng lại, các viên này làm một lần hai lần nữa sẽ thổi lại. Ok không, này lật xuống, lật xuống. Thì mình làm 10 lần, thì trong 10 lần nó sẽ nhiều viên lật, tùy theo tình hình mình làm. Có thể mình làm ngắn đi giai đoạn, nhưng mà phải biết nhìn viên, mình phải làm quen cái tay rồi mình mới nhìn viên. Viên này qua đây nó úp, viên nào úp, viên nào lật phải biết rồi mới coi tình hình được, cái viên này nó chặn là không có biết được. Nên là mình lật đúng hai viên này thôi, mình đưa tới đây mình lật. Ví dụ không, mình lật hai viên này, nhưng mà nếu nó hai viên nằm chỗ này mình cũng lật được, đảo qua, đảo qua, ví dụ ha, BB NL2 F2 NL2 BB2 R2 BB phải, ok không, hai viên này nằm đây, không, viên này không có lật nè, viên này không có lật. Nếu hai viên lật nằm đây, đảo xuống, đảo qua, không, ví dụ cái viên này muốn lật viên này với lại cái viên dưới này, đảo viên này lên đây, không, đây, U R2 U U phải ok, lật qua đây, lật hai cái viên này. Nếu viên này chỉ xuống đây cũng được, viên này chuyển qua đây cũng được, viên này chuyển đây cũng được, lật hai viên này cũng được ha. Mình dùng chi xe cò mình đảo qua bên đây, từ bên đây mình đảo lên mình lật, rồi mình trả về từ cái viên này thôi, viên này với cái viên trong này nó hơi mắc kẹt ha. Chứ còn ngoài ra tất cả các vị trí này các bạn đều lật được hết. Mình dùng công thức mình chuyển vị trí nó nằm vị trí này, nhưng mà nó hơi khó nhìn viên chút xíu, khi các viên thổi lại hơi khó nhìn. Mình đếm 10 lần đấy, mình đếm 10 lần, cái này công thức cũng ngắn cũng nhanh ha. Mình coi viên góc này nó thổi lại được, ok không, lật hai cái viên này rồi ok không. Cục Rubik rất là hay không, trên nền tảng của một cái cục phu mà có thấy hai cái thanh này mà vẫn chạy đẹp bình thường hết, mọi chuyện đều xảy ra rất là bình thường. Tri cycle cũng được, nó có tri cycle trên đây nè, các bạn nghiên cứu thêm mình thấy cái tri cycle đó, tri cycle này, tri cycle này nè, nhưng mà mình không có để thêm nhiều, các bạn tự nghiên cứu, các bạn đảo làm ra đảo để mình có tri cycle riêng cho mình, từ đó tập quen làm công thức ha. Dĩ nhiên công thức cơ bản lúc đầu rất là khó khăn, nhưng mà từ từ mình sẽ có khái niệm, rồi mình có cách làm công thức rất là khó để tạo công thức, nhưng mà mình sẽ làm được. Rồi cảm ơn các bạn đã xem, chúc thành công, bye bye.